Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Gióp Biển đang có mặt tại đường trục kinh tế biển và chỗ này là ngã tư giao lộ giữa xã Nghĩa Minh về hướng xã Nghĩa Thịnh đây. Chỗ khu vực này thì có một cái biển thông báo đó là cầu vượt sông đáy đang thi công, các phương tiện di chuyển theo hướng phà đóng cao 3,5 km. Ngày hôm nay thì thấy một cái sự thay đổi khá là rõ rệt, đó là các bác đang thi công đó là trải nhựa áp phan cái phần cuối ở chỗ lần này. Cái biển đi lạc vào đây rồi, sẽ rẽ ra kia để các bác làm việc. Đây khá là nhiều những cái phần trải nhựa áp phan, nhựa đường các thứ khá là nhiều. Máy móc này, máy móc các thứ đây nhiều lắm mọi người. Đó, mọi người thấy không, khá là nhiều phần máy móc tại đây. Bây giờ các máy móc thì đang sẵn sàng tiếp tục để thi công. Ở chỗ này thì có những cái phi nhựa đường ấy. Ở một cái đoạn ở chỗ ngã tư đó thì đã có biển thấy rằng là đã làm những cái hệ thống đèn rồi, đèn tín hiệu giao thông, và bây giờ thì trải nhựa áp phan. Như vậy là ngày hôm nay thấy những cái sự thay đổi rất là tuyệt tại đây. Ngày xưa là cái con đường vào trạm y tế này nó bé xíu mọi người ạ. Rồi những cái con đường chỗ khu vực đằng kia cũng rất là nhỏ. Nhưng mà ngày hôm nay vào giữa tháng 11 năm 2024, những cái biển báo to đùng 80 km/h, rồi 60 km/h, và cái tuyến đường rộng đến 24 m như thế này. Đó, mỗi phần hình như là rộng 12 m rồi mọi người. Và chỗ này thì các bác đang vạch thẳng rồi, chuẩn bị sơn kẻ đường ở cái đoạn này. Không biết đoạn kia có lên được không. Lần trước thì Gióp Biển có lên được, và bây giờ Gióp Biển đang thấy họ căng dây ở đằng đó. Chắc là xe máy vẫn xuyên được vào đấy mọi người. Vẫn chỉ dẫn là đi theo phà đóng cao ở nơi kia. Nhưng mà Gióp Biển hôm nay lên để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về chỗ phần đường dẫn dốc mố, xem đã sắp đi được chưa, để chia sẻ đến các bác, các anh các chị và bà con nhân dân hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng nói riêng, và tỉnh Nam Định và xuyên sang tỉnh Ninh Bình nói chung. Đó, thì chúng ta có thể từ Ninh Bình mà sang nối này, từ thành phố Ninh Bình mà sau khi cầu đóng cao hoàn thành xong thì cũng rất là ok đấy mọi người, di chuyển nhanh và con đường rất là thoáng đạt. Ở bên này có một cái khu nghĩa địa nha mọi người, sau này đường vào nghĩa địa cũng đẹp hơn. Trên kia Gióp Biển đang thấy một bác đang đạp xe. Thời tiết hôm nay khá là nắng. Mọi người thấy đó, những cái hệ thống đèn chiếu sáng đây. Đấy, những hệ thống đèn chiếu sáng này vô cùng tuyệt vời rồi mọi người. Rất là chắc chắn và thoáng đạt như thế này thì đó là một cái điều rất là mừng rồi mọi người. Cả cái khu vực chỗ này, thưa mọi người, là còn một cái khoảng đất khá là trống trải ở đây. Không biết là các bác thi công sau này dành cái phần đất này để làm một cái gì đó hay là một cái cụm công nghiệp, thì hiện tại thì không thấy trồng lúa mấy mọi người ạ. Đây, và Gióp Biển tới phần dốc mố rồi đây. Gióp Biển sẽ tiếp tục di chuyển vào tiếp theo để mọi người biết được. Khi mà chỉ có một đơn nguyên cầu đống cao và bề rộng mặt cầu thì là 12 m, kết nối giữa đường huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng. Đây này, phần dưới này vẫn còn chưa đổ nhựa áp phan này mọi người. Đấy, còn một số cái khoảng vẫn còn phải
thi công. Và ở đây này, cái phần đường dẫn dốc mố này, đấy mọi người thấy là còn phải trải nhựa pha nữa cho nó đẹp. Và có lẽ là các bác phải chờ đến cái thời điểm chính xác, đó là khi nào trải nhựa cả áp phan mặt cầu rồi trải nhựa một mạch xuống đây thì rất là đẹp nha mọi người. Giờ mình đang ở phần dưới này thì quan sát thấy là cái phần phía dưới này các bác làm rất là cẩn thận này. Đó, phần bê tông đây. Đó. Đây, được kè đá khá là chắc chắn. Giờ mình đang di chuyển thấy là những cái hệ thống đèn rồi các thứ đây. Đó. Như vậy là cầu Đống Cao này thì nằm trong dự án tuyến đường trục kinh tế biển và có chiều dài là 46 km. Đó. Từ chỗ Cao Bồ xuống tới ngọn đèn Lạch Giang Hải Đăng ở khu vực xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây này, hiện tại thì quý vị các bạn có thể nhìn rõ cây cầu đang là sắp hoàn thành rồi thưa quý vị. Cây cầu này thì dài 761,8m và rộng 12m và gồm 16 trụ, 2 mố, 17 nhịp với 3 nhịp chính dầm hộp liên tục và 14 nhịp dẫn cân bằng dầm Super T. Đó, cầu Đống Cao thì được khởi công và ở tháng 8 năm 2022 sau khi hợp long cầu thì ngày hôm nay thì là như thế này đây mọi người. Ồ, ở chỗ này thì có một số trâu bò nó lên đây, nó đã đưa những cái phần thải ra chỗ này. Ở chỗ này người ta làm một cái phần xoay đây mọi người. Đó, và dưới chỗ cái phần dưới này thì người ta làm cái cọc 60. Đấy, biển báo 60 bởi vì chỗ đằng kia là có giao lộ. Có giao lộ nha mọi người. À, bây giờ thì giáo viên lại tiếp tục di chuyển lên tận trên chân cầu xem là như thế nào mọi người nhé. Đây, người ta đổ bê tông thì là tới đây. Đấy, thì tới chỗ này thì cũng khá là yên tâm rồi. Kè đá này, kè như kè sông ấy, thậm chí còn kè sắt chắc chắn hơn. Đợt trước thì lên được trên cầu này và thấy được rằng là các bác cũng thi công tương đối rồi, một số cái phần dây điện các thứ thôi, rồi cái phần khe hở của các nhịp, còn phần đa là tương đối hoàn thiện rồi. Đây này, chỗ này là nó là một cái phần hơi cong đó, và người ta gắn một cái phản quang màu vàng tại đây. Chỗ này thì sau này các bác cũng làm phần bê tông kè ngay chỗ này đó, chắc chắn luôn các mọi người ạ. Đây là đang tạo là cái hình thái rồi. Tôn kẽm ở đây rất mới này. Cái hộ lan ta luy ở đây. Ở bên kia thì làm như thế kia và có hệ thống gọi là đường ống thoát nước ở ngay tại đó. Nhìn cầu đẹp lắm rồi mọi người ạ. Hệ thống chiếu sáng là được tỏa từ hai bên và gom ánh sáng vào chỗ ở trung tâm của cầu. Đó, trên này thì phải rộng đến hơn 20m. Cái nối mở ở đây. Rồi lại gom vào còn 12m tại chỗ trung tâm của cầu này. Chỗ này có lẽ là có một cái lán của các bác bảo vệ. Biển lại xem thế nào. Đây có một cái bảng thông tin, đó là công trường đang thi công, không phận sự thì miễn vào. Ở đây thì các bác đặt một số cái bao ở chỗ này. Đấy, bao gần như kiểu bao tải, bao cát ấy. Và có một cái hàng rào sắt tại đây. Ồ, đây là cái phần hệ thống điện này mọi người. Đó, mỗi một đoạn thì họ có cái hệ thống điện và có thể tháo mở và lắp ở đây. À, cột điện này. Công ty cổ phần Thắng Lợi. Đó, có thể là một bên công ty thi công nguyên cái phần điện ở đây. Và đúng như biển dự đoán thì đây còn những cái phần khe hở của cầu đây. Các bác làm nó vẫn chưa hoàn thiện những cái phần khe hở của cầu.
phải hoàn thiện những cái phần khe hở này thì mới đưa vào sử dụng được. Từ đây lại kia mọi người thấy không? Hôm nay gió biển chia sẻ với mọi người. Ở chỗ kia thì các bác còn đang cố gắng hoàn thành những cái phần gọi là ống thoát nước đó. Từ xa kia mọi người nhìn thấy những cái ống nhựa nó nhô lên khá là cao đó, mọi người thấy không? Đó. Rồi cái hệ thống đèn chiếu sáng đây. Đây là bao gì mọi người? Ồ, gần như kiểu bao, bao đất bao cát đấy mọi người. Sờ vào trắng tay luôn. Chỗ này là một số cái hệ thống ống và cái thang. Đây là cái cửa thì đã được khóa, không cho một ai có thể di chuyển lên đây khi mà công trường vẫn còn đang thi công. Hệ thống đèn chiếu sáng biển ước tính nó phải cao đến 20 mấy mét, 15, 17 mét, phải 15, 17 mét, rất là cao mọi người. Thì như vậy cái hệ thống gom sáng vào giữa trung tâm lòng cầu rất là tốt. Một số hệ thống ống thoát nước này, mọi người thấy không? Cơ bản là gần như kiểu là cầu có một cái góc nghiêng sang phía bên này. Và khi mà người ta làm ở dưới có một cái hệ thống thoát nước, rồi nó sẽ dồn vào một cái ống trụ và dốc thẳng xuống đất và không bị vung vãi ra phía xung quanh, không gây ảnh hưởng tới ai cả. Đó. Làm rất là quy củ và dây điện này mọi người. Đó. Từ đây thì nhìn xuống tới kia thì rất là vui mừng và thấy ở cầu này thì cũng sắp được hoàn thành rồi mọi người. Vâng, thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay thì gió biển lên tới tận trên cầu và mục sở thị thấy cầu cũng trong một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi thì có thể đưa vào sử dụng. Gió biển chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh, những cái thông tin tại đây để quý bà con, cô chú, anh chị có thể thấy được những cái hình thái của cây cầu đã triển khai xây dựng được tới đâu. Dưới kia thì các bác cũng đang tiếp tục làm những cái phần dưới kia. Thì gió biển cũng xin dừng video clip tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người nhớ đăng ký kênh để gió biển chia sẻ cho mọi người những cái thông tin mới nhất. Và khi nào cầu thông xe hoàn toàn thì gió biển sẽ chia sẻ đến mọi người trong những cái video mới nhất nha.